ông ngồi và kính mời tất cả quý vị bị đồng hương cùng ăn phở. Trong hòa thượng trên tòa đại đức tăng kính bạch nghiệp trưởng Winisil Visigo và kính thưa cùng toàn thể quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo và kính thưa quý Phật tử đồng hương đã hiện diện trong buổi lễ Phật đản Phật lịch 2559 tại chùa Trung Lâm Thiên Tử hôm nay. Lời đầu tiên, chúng con xin chân thành cảm niệm công đức của chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni đã quang lâm năm, cũng như quý vị lãnh đạo tinh thần cùng toàn thể của Phật tử. Và sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu chung, xin trân trọng giới thiệu quý chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni trưởng quý sư và quý sư cô đã quan lâm năm lễ đài. Xin Phật tử cho một tràng pháo tay. Và thứ đến, tôi xin trân trọng giới thiệu chung toàn thể chư vị nam nữ Phật tử đã cùng hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Và xin quý vị đồng cho một tràng pháo tay. Và xin cảm ơn đài truyền hình Lý Đô Sài Gòn TV cũng như quý vị trong các cơ quan truyền thông đã hiện diện trong buổi lễ. Xin cảm ơn quý vị cho một tràng pháo tay. Dạ, xin chào bạn. Thì hôm nay chùa Trung Lâm Yên Tử nói riêng cũng như tất cả các chùa cũng như tất cả Phật giáo độ khắp nơi trên thế giới, tùy theo hoàn cảnh phương tiện, chúng ta đã với tấm lòng thành để tổ chức lễ giáng thần của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật lịch 2559. Và sự tổ chức đại lễ đó là tỏ lòng ngưỡng mộ thành kính đối với bậc đạo sư đã khai sáng ra đạo Phật. Và chúng con những hàng hầu học xin nguyện noi theo gương sáng của Đức Bổn Sư Từ Phụ Ca Mâu Ni cũng như chư Phật và chư Tổ. Và cũng trong buổi lễ chúng tôi xin cầu nguyện cho quý vị Thánh Tử Đạo, các bậc thiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, cũng như chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn đã vì lý tưởng tự do mà đã bỏ mình nơi rừng sâu núi thẳm. Và sau cùng nguyện cầu cho quốc dân được an lạc, thế giới được hòa bình và tất cả mọi người đều cùng mở lòng từ bi hỷ xã để chia sẻ thương yêu nhau, để cuộc sống được an lành hạnh phúc. Và sau cùng chúng tôi cứ nguyện cầu chư Phật chư Đại Bồ Tát thì từ cứ tiên gia hộ chư tôn đức tăng ni thân tâm thường an lạc, đạo nghiệp sớm viên thành. Và kính chúc quý vị lãnh đạo tinh thần cũng mọi công tác thực sự cũng được thành tựu viên mãn. Và kính chúc tất cả quý Phật tử đồng hương cũng được vạn sự an lành, sở cầu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để kế tiếp chương trình, sau đây là lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Kính mời tất cả chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đồng hương quan khách, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cùng đứng lên. Và lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa.
lễ chào Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa vừa xong, thứ đến là lễ chào Quốc kỳ Hoa Kỳ. Lễ chào Quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Lễ chào Quốc kỳ Hoa Kỳ vừa xong, thứ đến là lễ chào Quốc kỳ vừa xong, và thứ đến là phúc nhập từ bi quán để tưởng niệm các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, cũng như các bậc anh hùng hào kiệt đã hy sinh cho đất nước quê hương Việt Nam chúng ta, và phúc mặc niệm cũng để tưởng niệm các bậc thánh tử đạo đã có công truyền bá và phát triển đạo Phật ở khắp mọi nơi, cũng như trải qua nhiều thế hệ. Và phúc mặc niệm cũng để tưởng niệm tất cả những thiền nhân đã vì lý tưởng tự do mà đã bỏ mình nơi rừng sâu biển cả. Và phúc mặc niệm cũng để tưởng niệm các vị quân nhân Hoa Kỳ đã bỏ mình vì bảo vệ cho đất nước, trong đó chúng ta đang cư ngụ. Và cũng để tưởng niệm tất cả các vị anh hùng đã hy sinh cho đất nước Việt Nam. Và phúc mặc niệm bắt đầu. Thức khai mạc vừa xong, chúng con kính cung thỉnh Chư Tôn Hòa Thượng xin tỏ đến với tăng ni trưởng của Vinh Ni Sư Quý Sư Cô, quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cùng toàn thể đồng hương Phật tử cùng an tọa. Dạ Như Đà Phật. Và bây giờ thì sau phần khai mạc thì tiến đến đó là phần lễ nghi trước lễ đài. Nhưng trước khi phần bắt đầu nghi lễ trước lễ đài, xin mời Đoàn Lăng Quang Trung để tiến vào trong lễ đài bắt đầu của Mô Lăng. Thank you.
Nam mô Hương
Yeah.
Thank you.